là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa, sao nữa? Nói chuyện cái này đã mến ảnh rồi cho nên là em giành cái nick luôn. Giành luôn á. Dạ. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy, ủa sao kỳ vậy? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Rồi chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Rồi xin chào hai em. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Rất trân trọng. Nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Rồi nó nghe nè, bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào, lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó em có tạo cái nick con nhỏ bạn để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Sao nữa? Dạ xong rồi em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn á. Nhỏ bạn bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc giận từ cái thuở đó luôn rồi. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó, là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện rồi cũng hợp ý. Rồi em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, cách đó bao lâu? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Lần đầu tiên mà ra gặp thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu à. Mà dễ thương. Thích rồi đó. Dạ thích đúng không? Còn em thì sao? À, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt anh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su. Mà lúc đó em lại suy nghĩ là hồi ơi vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp, sợ cướp xe ảnh. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ lúc đó là chứ. Cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sợ rồi nên hai đứa là mò trong đường đó đi về thôi chứ không còn là còn đám cưới gì nữa. Là chỉ kiếm đường về thôi. Đám cưới luôn. Dạ không. Lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Đúng rồi. Như ngồi lộ đám cưới của anh cũng không biết nữa. Em khiều khiều ảnh thôi đi ra, như đi lộ đám cưới rồi. Cái cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời. Cái hai đứa dắt xe đi ra. Rồi lại mò đường về nữa. Dạ. Thiệt luôn á, cái này vô phim được nè. Không mò đường. Nói nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng rồi. 11. Lớp 11. Bởi vì sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Cũng lần đầu tiên gặp bạn bạn trai á nên ảnh là mối tình đầu của em á cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Vậy em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Dạ yêu thì chưa nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Cũng có quen cô đó nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ ngon thương hơn, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Là từ đó quyết định là thương sau này theo cái này thôi. Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy.
em là bà xã còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng ngôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Ừ, bà xã với vợ là đồng ngôi thứ luôn á. Rồi sao mà quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn chọn đi, muốn dạch ra bằng được đúng không? Dạ. Bằng chứ. Em thua được. Em dạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em hẹn em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Gặp sao? Lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là, tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà, cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Rồi sao? Sao chưa chọn mà? Chơi chiêu. Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung gái bỏ chạy. Hung gái bỏ chạy để đang nhớ Nhung á. Giống Nhung hoài luôn. Cứ cảm thấy cảm giống như mình có lỗi vậy đó. À đúng rồi, đúng đó. Rồi. Từ giống từ, từ cái hung đó em lại lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước. Dạ. Sắp lượt đó. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh, em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á, cho nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh, nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó, thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh, tại vì mướn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều, cho nên là có xin, gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi, cho nên là xin cho ở. Tức nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ, biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. Đó. Ở cũng vui lắm, tại vì mẹ ảnh thì cũng khó gài cái cửa, mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Mẹ canh mà canh cho em á. Ở nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó hôi dầu là phải bôi dầu vô liền đựng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô. Cái cửa nó kêu cái két. Sợ ổng tối ngủ mà nghe két cái là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Coi nào mẹ phát hiện không? Phòng dạ có em. Có ảnh mở cửa, lúc đó ảnh mở cửa qua ảnh tính hung mẹ một cái. Sau đó đó, dạ, đó mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô. Mẹ chạy vô mẹ mới hỏi. Bắt trướng định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ lúc đó em sợ quá, tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà. Em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Tưởng tượng mẹ chồng quá chị. Anh nhìn mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm. Dạ. Trời ơi. Giờ có em bé chưa? Dạ con được, em được bé 3 tuổi rồi. Vậy hả? Vậy là sống chung vậy thì mượn quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Vợ có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ cái ghi thành sổ thành cuốn sách rồi đó. Thôi em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn, là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp, mà chỉ có bày ra thôi. Khi mà em đi làm về, khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Là nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy, chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục đợt sáu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một giờ, tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng. Tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Nói gì nữa? Nhưng mà bù lại là có phụ, là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy, dọn dẹp đồ sạch sẽ. Dạ, còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn, đi đầy cái nọ là dọn hết. Làm hết. Dạ, làm cha sao trăm điều xấu vậy? Ủa, như vậy là cũng không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Không ăn, không rửa chén. Bừa bộn, tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em.
Dạ lúc trước thì giặt đồ mình giặt bằng tay 2 ngày 3 ngày giặt một lần. Nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Bây giờ xếp vô luôn cái là không giặt đồ. Nhưng mà xếp đồ là ai xếp? Dạ xếp đồ thì vợ em đó, vợ em xếp. Một đợt giỡn lại được. Giỡn lại giỡn lại vậy. Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Nãy cầm điện thoại hay mới coi phim, mới trai đẹp coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Lúc nào cũng cầm điện thoại lướt, em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới em cũng không biết. Có mê trai đẹp không? Dạ có. Coi ai? Cô Quốc Thuận hay coi ai? Dạ Hoàng Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi, Lee Min Ho là như cả nước rồi cả thế giới. Dạ. Mê. Em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Đó, coi Min mê mà thấy điện Min muốn bóng luôn á. Rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ vợ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy, nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi tôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Sao nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng khoan khoan xin hỏi cái nữa nha. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ nhớ, nhớ rất là dữ. Cái gì giận giận là nghe khua nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lãng nhảm đó. Lại thêm một cái tập nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi. Bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ. Chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu của anh ít lắm. Anh cũng mê điện thoại, anh chơi game, anh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái cứu hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Không nhậu nhẹt, không gái cứu, không thuốc luôn. Thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính gái mời, đàn ông phải dính gái mời. Còn gì nữa nè, chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè, cỏ dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Cái đó đâu có xấu đâu. Thật đó, đó thật tốt mà. Rồi sao, có ai cằn nhằn cửa nhưỡng về mấy cái tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa vừa làm vừa nói em nhức đầu. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán và em mệt em cũng làm biếng. Thì rồi vừa dọn chồng vừa dọn vừa dạ, nói vừa gì? Dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia cứ lằng nhằng vậy đó. Nó hoài tật, dạ tật em thì ai mà lằng nhằng em để cho làm luôn em không có làm. Mà cứng đầu mà nhỏ này cứng đầu hiểu không? Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa, tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Là lỗi có tại không? Tại không? Là anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Có tại không? Tại em ai biết dành. Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho chồng phụ cho đó đó, đó vậy dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không chịu dậy ráng chịu dạ. Rồi giờ mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ anh bớt cầm nhàm em đi làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Làm nhưng mà đừng có cầm nhằn nhà làm đó. Đúng không? Và kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thế nhưng em là làm ở ngoài thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, lắm. Hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó đâu. Đó, nó tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong kết hết. Đúng luôn rồi, đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương rồi. Thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Rồi chúc cho em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha. Rồi. Cảm ơn. Tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là bình an cho nên con biết cái nốt trên anh đó là con thích ảnh. Ảnh mới trả lời lại quên ảnh đi tại vì anh nói là anh ấy chưa sẵn sàng và ảnh mới chia tay bạn gái khoảng chừng 4-5 tháng trước, là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa. Rồi sao lần đầu tiên chạm mặt nhau nó làm sao? Con đã đếm từng ngày rồi cho nên con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp. Có những cái mà sai luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa biện bạo là mình đúng. Em vừa nói đó, vợ em rất là thông minh thì đó là cái thông minh. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng số 2. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ.
Xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Sao nhìn cương quen quen vậy ta? Dạ, chắc là con có ở trên chương trình Sắc Tăng thôi ạ. Vậy hả? Rồi, xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Tôn Nữ Xuân Quyên và năm nay con 33 tuổi. Vợ chồng con cùng kinh doanh ạ. Đến từ gia đình chùm sò, thì chùm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ốc ngọc trai. Gia đình chùm sò, quá dễ thương. Rồi, mời bạn. Xin chào chú Thuận với chào cô Vân. Con tên là Phan Phúc Thịnh. Thì con là dân Đồng Nai. Thì con năm nay khoảng 36 tuổi. 36 là không có được kêu bằng chú nghe chưa? Khoảng 36. Trời ơi, tôi năm nay có 39 đó mà kêu bằng chú gì không biết nữa. Anh được rồi. Dạ, hiện tại thì Thịnh đang kinh doanh cùng với bà xã luôn. Dạ. Là kinh doanh về chùm sò luôn á hả? Dạ, cùng chùm sò. Vợ chồng chùm sò. Không biết rằng là hai bạn cơ duyên nào gặp nhau ta? Rồi tình yêu nó nảy nở như thế nào? Dạ thì lúc đó con là khoảng 18 tuổi ạ. Thì năm lúc đó con vừa mới, con đi du học năm lớp 12. Xong rồi mới trở về Việt Nam cho mùa hè. Thì chuẩn bị là sang đại học, cho 4 năm đại học. Thì cùng có một cái nhóm là nhóm độc thân. Thì là cái nhóm độc thân đó là các bạn độc thân chơi với nhau. Có Thịnh trong đó không? Dạ có. Thì có tổ chức đi Vũng Tàu. Thì lúc đó mới đi Vũng Tàu thì con ngồi trên bãi biển. Thì ảnh mới tự nhiên ảnh bị chuột rút. Ảnh tắm xong ảnh bị chuột rút. Xong ảnh mới lên ảnh ngồi chung. Thì từ đã tự nhiên hai bên bắt chuyện với nhau. Thì thấy rất là hợp và nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Cho nên con cảm thấy rất là hợp. Thật ra cách đó thì còn 2 tuần nữa là con quay trở lại bên Mỹ rồi. Thì con mới nói là vậy thì có thể ngày mai thì anh có đi hẹn chơi với em không? Ngày hôm sau thì con rủ anh đi đánh cầu lông. Tự nhiên cái cuộc hẹn đó tưởng là chỉ có một tiếng nhưng mà thành ra nó chơi 5-6 tiếng đồng hồ. Và nói chuyện luôn. Suốt luôn và tự nhiên cảm thấy rất là hợp luôn. Tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là bình an. Cho nên con biết cái nốt trên anh đó là con thích ảnh. Ảnh mới trả lời lại quên ảnh đi. Tại vì anh nói là anh ấy chưa sẵn sàng. Và anh mới chia tay bạn gái khoảng chừng 4-5 tháng trước. Thì cái con mới nhắn lại với ảnh đó là vậy thì khi nào anh sẵn sàng thì anh báo với em. Mà cô bé này lúc đó mới có 18 tuổi thôi. Như vậy Thịnh lúc đó là đã 22 tuổi rồi đúng không? Dạ, lúc đó là 23 tuổi đúng không? Lúc đó là em đang học sinh viên đại học. Nhưng mà khi mà Thịnh nhận được một cái tin của Quyên là khi nào anh sẵn sàng, lúc đó em như thế nào, em suy nghĩ như thế nào? Lúc đó là em đổi ý. Lúc đó là em nhắn lại liền là ok thì mình sẽ tìm hiểu. Nhưng mà lúc đó là em rất vui đúng không? Rất vui, rất. Chứ nếu như em nhận được cái tin thôi vậy thôi nghe anh, hoặc là im re luôn là chắc chắn rằng là thôi là cô ấy bay đi luôn rồi đó, thì là buồn đó. Nhưng mà thật ra đó cũng là lần đầu tiên mà con dám nói, chứ hồi trước đó là thích ai thì con phải chờ một năm sau để mình coi mình còn thích người ta hay không thì mới dám nói. Rồi như vậy là chấp nhận tìm hiểu xa. Lúc đó là yêu xa mấy năm cưng? Là khoảng 4 năm. Wow, yêu xa 4 năm luôn. Như vậy chắc khó khăn lắm đúng không? Dạ, rất là khó. Nhưng mà xinh đẹp như cưng như vậy á, ở bên kia học thì chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi rồi đúng không? Thật ra cái thời gian đó nó cũng rất là buồn. Tại vì lúc đó thì con không có về mỗi năm, mà là cứ 2 năm con mới về một lần. Cho nên con nói ảnh đó là anh chờ thì 2 năm nữa mình gặp. Rồi thì cứ con đếm từng ngày luôn á, con đếm từng ngày cho tới ngày về luôn. Thì nhưng mà có một cái sự kiện đến, đó là anh ấy sẽ đi có một cái chương trình, anh ấy sẽ đi giúp đỡ cho những người khác trong vòng 2 năm. Và anh sẽ để dành tiền và anh sẽ đi giúp đỡ cho người khác trong vòng 2 năm đó. Và sẽ không có nên bận tâm với những chuyện yêu đương hay là vân vân. Thì đó là điều tốt và ảnh muốn làm khi mà ảnh chưa có kết hôn. Chính vì vậy mà con cũng ủng hộ cái việc đó. Nhưng mà ảnh được gọi đi một tuần trước khi con về. Mà trong khi mình đã định đó là sẽ gặp một tuần, hai tuần rồi con lại đi lại thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Thì nó đã rất là buồn. Cho nên tại thời điểm đó thì con vừa đi làm mà con vừa khóc luôn, khóc rất là nhiều. Thì tại vì cái ngày hôm đó đếm từng ngày, ngày từng đó, ngày á. Dạ. Mà về thì lại Việt Nam là ảnh đi. Lúc đó bị sốc mà con hiểu cái người tâm thần là như thế nào á. Con không tập trung như được làm gì hết á. Hỏi thì năm bao lâu? Dạ khoảng lúc đó thì về chơi được khoảng 3 tháng ạ.
Trời ơi, 2 năm thì chưa được. 3 tháng trời không biết về để làm gì luôn á hả? Về, về thì gặp gia đình cũng vui nhưng mà nó hơi bị sốc. Nó chống chính á, tại vì là mình đã lỡ mình đếm từng ngày từng giờ để mình được về. Tại vì mỗi tuần thì em vẫn trao đổi thư với bà xã của em. Đó. Nằm lâu lắm. Nên đó là xong là thôi quyết định thôi mình tập trung vào cái công việc. Rồi sau đó cũng khuyến khích bà xã thì cứ tiếp tục hoàn thành cái việc học. Còn bên đó thì có anh nào thì cứ hẹn hò bình thường. Quen thì cứ quen bình thường. Có nếu mà có gặp ai muốn chọn thì em cứ chọn, không sao hết. Nhưng mà hỏi hai đứa này, trong thời gian đó là hai đứa có say nắng với đối tượng nào khác không? Anh chắc tập trung hơn con. Tại vì quen thì không có. Con có say nắng, con có thích. Tại vì đôi khi nó cô đơn quá. Đúng rồi, thật sự là cũng gặp 3-4 người rất là tuyệt vời. Có người thì là thạc sĩ ở bên đó rồi mình cũng không thấy điểm xấu. Rồi có người thì hai người Việt, ba người Việt. Thì anh ấy ngày nào anh cũng đi bộ chung với mình về. Tại vì ở bên Mỹ thì cái thư viện đóng lúc 12 giờ đêm á. Cho nên anh sẽ luôn luôn đi bộ về tới nhà với mình để mà đảm bảo mình về an toàn. Thì trong vòng 6 tháng trời anh cứ đi chung với mình mà không có nhận được câu trả lời. Và mình cũng rất là rung động. Nhưng mà mình cứ ở trong cái thế là mình rất là yêu ảnh. Nhưng mà cái người này lại ở bên cạnh của mình. Và suốt hai mấy năm trời thì con nói thôi hay là tạm dừng một chút xíu để em suy nghĩ. Nhưng mà tại cái thời khắc đó, xong cái ảnh đồng ý luôn. Và ảnh rất là tôn trọng. Ảnh không liên hệ trong vòng 3 ngày kế tiếp. Và dẫn tới đó là tại cái đêm đó thì mọi cái kỷ niệm nó lại về hết. Dẫn tới là mình hơi say nắng người kia và mình đang hơi mệt với lại cái tình cảm này. Nhưng mà tự nhiên tại cái đêm đó thì mình lại nó lại lên lại và nó lại mình lại thấy rất là rõ ràng. Và từ đó trở đi thì con dứt khoát được. Sau 3 đêm mà con khóc ròng luôn á. Thì tại vì nhớ lại cái mọi kỷ niệm thì con mới cố gắng liên hệ lại. 3 ngày anh cũng phải cố gắng để anh vượt qua. Sau đó 3 ngày thì ngồi nói chuyện lại thì lúc đó đã rất là xác định rồi ạ. Là chấp nhận là yêu xa để mà hai người là của nhau đúng không? Dạ, là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa. Rồi sao? Lần đầu tiên chạm mặt nhau nó làm sao? Con đã đếm từng ngày rồi cho nên con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp. Ảnh thì như những gì mà mình nghĩ thôi, thì con gặp rất là rung nhưng mà thấy ảnh thì rất là vui rồi ạ. Còn ảnh cũng bình thường, em cũng gặp bình thường rồi cũng nói chuyện bình thường thôi. Không, nhưng mà dĩ nhiên là không có ở nhau rồi, không có gì đó. Không, em không bảo chứng gì nữa. Không có làm phim nữa. Không có gì tập này nữa. Trời ơi, không. Trời ơi, mình đứng lắm rồi. Em quyên nè. Rồi sau đó là sao? Sau đó thì tụi em tiếp tục hẹn hò, gặp trực tiếp nhiều hơn, dành thời gian với nhau nhiều hơn. Rồi mới nắm tay lần đầu tiên. Có những cái cảm xúc. Ủa tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 11 ạ. Quen nhau 14-15 năm ạ. Rồi bao lâu mới cưới? Dạ 8 tháng. 8 tháng. Là con đâu có quay về Mỹ rồi nữa không? Dạ không. Về luôn là chắc là cũng vì ông này nè đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Nhưng mà trong cái 8 tháng mà mình va chạm cụ thể trực tiếp với nhau như vậy thì có nảy sinh những cái tính cách mà không phù hợp không? Có một cái bức tường mà phải vượt qua là tại vì nó không có thoải mái. Ảnh cũng không có thoải mái lắm. Về cái vấn đề là gì? Về mặt cảm xúc mà. Là tại vì dù sao thì cũng 4 năm không có ở cạnh nhau á. Cho nên bây giờ phải học cách để mà giải quyết cùng với nhau, rồi học cách để chia sẻ với nhau mà không phải chia sẻ dạng nói chuyện nữa mà là gặp trực tiếp ngồi nói chuyện với nhau. Ảnh nói cho ảnh thời gian. Con thì con về vì ảnh cho nên con cũng không biết là bước tiếp theo như thế nào, thì cái cảm giác đó nó hơi khó chịu. Nhưng mà đến 4 tháng sau là ảnh cầu hôn. Dạ. Và cái bức tường đó chắc tôi nghĩ nó xây ra cao trong khoảng chừng tháng à. Bao nhiêu lâu thì đập được cái bức tường đó? Chừng tháng. Khoảng 2 tháng. Lấy nhau xong về là có con liền không hay là đi chơi bời đá đời rồi mới có con? Dạ 3 tháng sau thì là mới bắt đầu có nghĩ tới việc có em bé. Và cũng là thời điểm khởi nghiệp lần đầu tiên luôn. Thì cái khó của con hồi mới bắt đầu kết hôn đó là vừa làm quen với chồng lại bắt đầu có bầu. Xong rồi vừa là khởi nghiệp và ra những cái quyết định rất là sai. Cho nên mất tiền hết sạch luôn. Mất tiền phải 3-4 tỷ bạc là mất sạch tất cả những gì mình có. Thì dẫn tới đó là mất 7 năm sau. Thì con phải làm để trả lại cho những gì mình đã ra cái quyết định sai tại là thời điểm hai đó. Hai vợ chồng cùng làm giống như là 7 năm giống như để mà
kiếm lại ba bốn tỷ đó, để sửa sai để trả nợ đó, đúng không? À, thì mình sẽ cố gắng để duy trì cái việc đó. Rồi tới năm 2018 thì mới lập ra cái công ty khởi nghiệp thứ ba. Coi như là cái trùm sò nó đã cứu lại tất cả mọi thứ. Dạ. Đúng không? Trùm sò. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia đi chị Mộc Hoàng. Quyên ơi, nhìn thấy Thịnh nha, một người rất là lịch thiệp nha, rất là điềm đạm. Thế mà không biết là anh ấy có những cái tật xấu đáng yêu nào. Ảnh chắc là cái tật xấu của ảnh thì không có thích gặp những người ảnh không thích. Thật sự cái đó là bình thường, nhưng mà nó không có bình thường trong cái việc mà kinh doanh hay khởi nghiệp. Dạ. Cho nên ảnh sẽ không làm những việc mà ảnh không thích và không gặp những người ảnh không thích. Ví dụ như gặp cái khách hàng đi, hoặc là đi một cái hội nghị vân vân, thì ảnh sẽ nói thôi em đi đi, anh trông con cho. Thì cái đó con cũng không thoải mái, nhưng mà con sẽ phải làm những gì mà ảnh không chịu làm. Đúng rồi. Sao nữa nè, còn tật gì nữa nè? Ảnh nóng tính, với lại ảnh hay dễ bỏ cuộc hơn. So với lại hai người thì ảnh sẽ nóng tính hơn nhiều. Bây giờ con mong muốn Thịnh thay đổi điều gì? Anh vẫn còn 63 năm nữa để ảnh khắc phục, cho nên thật sự là tại thời điểm này là ảnh hoàn hảo rồi. Còn những cái năm tới thì ảnh bớt nóng, mà con nhắc mỗi ngày. Và ảnh đã cố gắng để bước ra khỏi cái vùng thoải mái của ảnh, cũng đang cố rồi ạ. Ok. Thế còn Thịnh nè, tật xấu của cô ấy là như thế nào? Nãy giờ thấy cô ấy có vẻ như không có gì nữa là tật xấu hết trơn, đúng không Thịnh? Cái tính của em thì em mà không thích ai thì em không gặp. Nên là vợ em thì cứ hay dùi em đó là thôi anh cứ đi đi, rồi anh đi gặp đi chứ em phụ nữ sao em đi gặp, rồi con cái rồi ai lo rồi. Đó, thì cứ lặp tới lặp lại, lặp tới lặp lại. Em thì em lại không thích cái cách đó. Ví dụ như em nói là em không thích, là khi không thích đừng có hỏi lý do tại sao anh không thích và tại sao anh không làm. Mà vợ em thì phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó. Tới giờ vẫn vậy đúng không? Tới giờ vẫn vậy. Một cái thứ hai nữa là vợ của em á, là có những cái mà sai thì mình phải chấp nhận là mình sai. Mà không chịu. Không chịu. Tại cái thời điểm đó là không có chấp nhận là mình sai. Luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa. Biện bạo là mình đúng. Em vừa nói đó, vợ em rất là thông minh. Thì đó là cái thông minh. Thì với em thì chỉ có... Có ghen không? Có ghen không? À, không, vợ em không có ghen. Mà em thì đôi khi em sẽ ghen một tí với vợ của em. Tại vợ em thì thỉnh thoảng cũng đi gặp. Rồi cũng gặp người này người kia. Tại vì trong giới làm ăn mà. Đó, thì đôi lúc thì cũng có một tí xíu ghen, nhưng mà đó là lâu rồi, xa xưa rồi. Mà bây giờ thì cứ thoải mái. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Chỉ có mong muốn cái mà mình sai thì mình chấp nhận là mình sai, rồi mình sửa. Cái đó là cái mà em mong muốn thôi. Em biết em nhiều khuyết điểm lắm ạ. Em mới làm mất chiếc nhẫn anh tặng. Em hay quên. Anh mới tặng có một tuần cho nên anh tự nhiên là mất rồi. Với lại đôi khi bận quá cho nên cũng để con chơi điện thoại hơi nhiều. Thì cho nên em biết đó là em nhiều khuyết điểm lắm mà. Chị thấy gì nè, tụi em là đang là rơi vào trường hợp gì biết không? Hai người giỏi ở chung một nhà đó. Thực sự em không biết đâu, hai người mà cùng giỏi ở chung một nhà để mà hòa thuận được với nhau, để mà có thể song hành được với nhau á, là một điều rất là khó. Khó mà phải từ cả hai người đều phải hiểu được cái điều đó và để nhịn những lúc nào đáng nhịn. Cái đó là chị nói thiệt. Nhưng mà rất may là vợ em là cũng thuộc tiếp người gọi là biết mềm á, biết mềm dẻo đúng lúc á, để có thể chế ngự được em. Đúng chứ rồi. Em là tánh em cũng nóng lắm. Chung là cảm ơn các bạn. Các bạn vừa kể cho anh và chị Vân nghe một cái chuyện tình rất là đẹp. Và các bạn sinh ra là để cho nhau. Và anh chỉ mong rằng là trong cuộc sống hai bạn sẽ càng yêu nhau hơn và có thật nhiều sức khỏe và cùng phát triển thương hiệu, mà cái thương chùm hiệu chùm sò này lên một cái hàng top luôn nha. Xin cảm ơn. Sau khi là con quen bạn thân của vợ con á, thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì, nhưng mà nó thích cười quá, cái chuyện gì cũng có thể cười được. Lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc. Cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm. Ví dụ những công việc gì? Ví dụ như là phụ hồ. Phụ hồ. Bóc vác, hái cà phê, nói chung con làm mọi thứ. Làm chưa có việc cái gì. Nào ra tiền. Cứ ra tiền là con làm hết. Rồi. Nhiều lúc muốn nắm tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn, nghĩa là vợ nói không. Vậy là trong suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn luôn. Nói chung là cũng được nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim chướng. Và quý vị, chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất.
quen quá, quen á, bởi quen chị đang tính nói với em á là quen quá. Quá cái cặp này quen mà quen từ cô dâu cho tới chú rể luôn. Hình như là tham gia chương trình này rồi đúng không? Em sao vậy, tham gia rồi mời lên một lần nữa. Giống lắm, giống lắm. Giống thì có giống, chị công nhận với em là giống. Bây giờ để nói chuyện là mới biết là mày mại nè. Đâu bây giờ con giới thiệu đi. Con xin chào chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Minh Tiến, con đến từ Bình Định. Bình Định, Bình Định. Con tên là Tiến. Bữa đó là con cái cặp ông tên là Lên, Nguyễn Văn Lên, YouTuber. Con làm nghề gì? Con cũng làm YouTuber luôn. Rồi xong luôn. Tiến Lên, Bình Định. Giọng nói này, khuôn mặt này, ánh mắt này, con là em hay là anh của Lên? Nói Nguyễn Văn Lên coi. Dạ con là anh ạ. Hai anh em con là Tiến Lên đó. Dạ vâng ạ. YouTuber của con là tên gì và chuyên về tảng gì? YouTuber của con tên là Tiến Black. Ở trong kênh con tên là Tiến Black thì con làm về tất cả mọi thứ, cứ gọi là vlog đời sống, dạng như đi ăn hay là đi du lịch, hoặc là có thể là choi bạn, choi bè rồi vậy. Rồi, bây giờ tới con. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hồ Thị Duyên Chi, con 25 tuổi, con đến từ Bình Định luôn. Con làm nghề gì? Dạ con nội trợ trong gia đình, con chỉ ở nhà và nội trợ chăm con rồi thôi. Cơ duyên nào mà hai con gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau? Đầu tiên là anh Tiến có quen một cái bạn của chị ở trên mạng, em không biết. Anh Tiến có đi chơi với chị đó, trong một cuộc đi chơi, chị đó có dẫn một người bạn thân của em, là bạn thân hồi nhỏ luôn á. Xong là một cuộc đi chơi khác là anh Tiến đi chơi với bạn thân của em. Cuộc đi chơi đó là dẫn em đi, đi theo chung. Bạn thân của con dẫn con đi chung. Vợ của con thì cớ nó cũng không có hấp dẫn. Thì sự nếu mà qua lời cớ của con nó sẽ hấp dẫn như phim trướng hơn. Ừ đúng rồi, con cớ đi. Thì là cái câu chuyện nó như thế này là ngày lúc trước con còn trẻ thì con có một cái dịch vụ là quét Zalo, gọi là tìm bạn xung quanh á. Tìm bạn xung quanh. Con tìm bạn địa phương, con mới gặp một cô bé. Bây giờ cớ ra nhiều khi cô bé lỡ coi được chứ con nói sao lên mạng nói xấu. Nhưng mà giờ người ta cũng không biết là ai nên con cớ cho vui. Cái lúc con ra con gặp cô bé thì mập quá, con sợ đi xe hầu không, xe móc con sợ hư. Con mới nói với cô bé là em có đứa bạn nào không dẫn đi theo chơi. Thì ý là con nói vậy thôi, vậy ai ngờ là con bé nó mới chơi ra một con bạn là bạn thân của vợ con hiện tại bây giờ. Là cái con ra là con mới chở con bé kia đi chơi là con cắt đứt luôn với con bé mà tao con vậy luôn. Sau khi là con quen bạn thân của vợ con á thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì, nhưng mà nó thích cười quá, cái chuyện gì cũng có thể cười được. Cho nên là con lại nói với cô bạn thân của vợ con một câu y xì nhường, nói với con bé kìa, em có đứa bạn nào dẫn theo chơi. Đó là bắt cầu á, bắt cầu hai nhịp á. Dạ, bắt đầu là mới dẫn vợ con ra. Hồi lúc đó gặp vợ con thì nhỏ nhỏ xinh xinh, hầu vợ con có 40 mấy cân à. Con thì nói chung là số con cũng gọi là ông trời ông lấy thì con cái nhan sắc ông lại bù vào cái gọi là mà hơn. Con gặp đa số là toàn là những cô gái xinh thôi. Con thì sao, lần đầu tiên con gặp Tiến thì con có ấn tượng gì về chàng trai này không? Ông trí trâu lắm chú, ông trí trâu lắm chú. Cái gì? Ông trí trâu. Trẻ trâu, trẻ trâu. Yeah. Là có những cái tính nào mà gọi là trẻ trâu? Là ông nhoi nhoi, ông nói chuyện luôn à. Trời, ông gặp con là ông nói cái miệng ông cứ nói nè, em ở đâu, em làm gì. Mà hồi đó con máu hẹp lớp 10 à. Yeah. Con rất đài liền luôn đúng không? Nói chung là hồi đó con chưa bồ ai hết, con chưa biết gì hết á. Mình chỉ nghĩ là anh Tiến thì như một người anh thôi, cũng đi chơi mà còn đi học, nên là con sợ lắm. Nhiều khi mấy cuộc đi chơi đều dẫn bạn thân của con đi hết. Đi lúc nào cũng đi ba hết, không bao giờ dám đi một mình. Rồi đi ba vậy là biết bao nhiêu lâu? Chắc cũng phải tầm nửa năm, cả năm nhỉ. Đến khi nào mà cảm thấy rằng là tin tưởng mới dám đi riêng. Tính bồ vật mới tính dám đi riêng. Thì một năm, đi một năm trời là năm tới năm lớp 11 thì mới chính thức là quen nhau. Đúng không? Trước khi con làm YouTuber là con làm nghề gì? Gia đình con thì cũng cách đây khoảng cỡ 5 năm trước là cũng không phải gọi là quá khá giá, chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc thôi chứ không có dư. Lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc. Cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm. Ví dụ những công việc gì? Ví dụ như là phụ hồ. Phụ hồ. Bóc bát, hái cà phê, nói chung con làm mọi thứ. Làm chưa có việc cái nào gì ra tiền. Cứ ra tiền là con làm hết. Rồi. Nhưng mà con có cái nghề nào không? Có cái nghề là con làm nghề thợ mộc được khoảng cỡ 3 năm. Cái lúc mà con ra làm YouTube là cũng nhờ cái công việc của con là thợ mộc đó. Cho nên là con mới được một cái lượng tương tác, con lên được trend á, lên được top thịnh hành á. Cho nên là con mới phát triển một thời gian đầu cho đến bây giờ luôn. Có nghĩa là con giới thiệu về cái nghề của con phải không? Dạ không, con làm ở bên cái mảng gọi là con chế tạo ra những gì mà con thích. Ví dụ như con chế tạo ra một thanh kiếm chẳng hạn. Cái đầu giới thiệu trên YouTube là xong, con quay YouTube con giới thiệu đó. Là con quay cái hành trình mà con làm ra một món đồ đó. Khán giả rất là thích. Cái lúc mà con gặp bạn này, lúc đó là con đã làm YouTuber chưa? Dạ chưa. Vậy thì mỗi lần đi chơi với bạn về kinh tế chắc cũng khó khăn lắm đúng không? Vợ con là lúc mà con quen thì rất là khờ. Lúc đó quen con, nếu như mà nói thô thiển ra thì
vợ con khờ, còn ngốc quá nó mới quen con. Tại vì lúc mà quen con không tiền không bạc, con chỉ có đúng một chiếc xe máy thôi. Sao con lại chịu quen? Hồi đó con còn đi học mà, con chưa bồ ai hết nên cảm giác yêu đương đồ này nọ con chưa biết. Con chỉ nghĩ anh Tiến là như một người bạn, như một người anh của mình thôi. Vậy vẫn đi chơi đồ bình thường rồi vậy. Tới lúc mà mình cảm giác mình thấy anh tốt với mình, anh đối xử dịu dàng đồ này với mình vậy, mình nghĩ có cảm giác động trong lòng. Là lớp 11 là rung động đó đúng không? Rung động. Như vậy là đến lớp 11 là con và Tiến chính thức quen nhau. Bên nào tỏ tình với bên nào trước? Đa số là con, chứ tại vì hồi lúc đó vợ con rất là đã nói quen con là cũng thấy nó đã khờ rồi. Tại vì có con là giống như là một cái lựa chọn gọi là cuối cùng là bí rồi, không còn cái gì để chọn nữa. Mới tới con mà ai ngờ lúc đó vợ con lại là lựa chọn đầu luôn. Chịu luôn. Con gái con còn quá nhỏ như vậy thì quen nhau vậy chắc có lẽ là con giấu gia đình dữ lắm hả con? Con giấu lắm chứ, tại nhà con có một cái mương phải đi cái đường khác nữa. Nếu mà ông muốn chở con đi chơi hoặc là đi học là con phải đi bộ xuống dưới đó, xong rồi anh Tiến mới chở con đi. Giấu ba mẹ bao lâu? Con giấu tầm 2 năm, thì lúc mà quen tới bùi dưa tới lúc mà bắt đầu giới thiệu là 2 năm. Cuối năm lớp 12 bắt đầu nói chuyện với bố mẹ. Dạ. Nghĩa là nhảy mương cả năm trời rồi đúng không? Đi bộ chứ không phải gọi là nhảy mương. Đi bộ. Thì đó gọi cái từ nhảy mương đi cho nó vui. Mẹ trong lúc đó là hàng xóm của con á, vẫn có thấy, cũng có nói với mẹ mà dạng là mẹ cũng ít khi tâm sự với con á. Nên là mẹ bạn cũng không nói ra chừng mà lúc mà con giới thiệu là mẹ về cũng có nói là kêu, thì mấy người trong xóm cũng có nói là thấy ai chở ông đi chơi rồi vậy á, đi học rồi vậy á. Lúc mà ra mắt gặp má, má có ơn không hay là má cản má không cho quen? Mẹ bà nói với con là thấy anh Tiến còn trôi trôi, thấy ông cứ dạng như trí trâu cô đã là cũng có ấy. Giờ con nói đúng cái phần này, tại vì lúc đầu con cảm nhận, con không biết, tuy là bố mẹ vợ hiện tại thì cũng không nói ra, nhưng mà mình nhìn là mình biết, mình cảm nhận là tại vì con lúc trước hoặc là bây giờ cũng vậy, cắp tay con hay đỡ rất là dài, đôi khi người lớn họ nhìn vào cái mái tóc họ cũng suy nghĩ. Tuy là con có thể là con nói chuyện hiền ấy, nhưng mà người ta có câu là nhìn mặt thì thường thường người ta sẽ bắt hình dong. Nếu mà không qua chạm qua tiếng nói, chỉ cần gặp một lần là nhìn cái đầu tóc và cái cách ăn mặc, người ta sẽ nghĩ là chắc cái thằng này nó không được. Đến bao lâu thì con mới quyết định là con hỏi cưới? Con với vợ con cưới nhau là như thế này, đó là khi mà vợ con học xong 12 á, con mới nói với vợ của con là em đi học đi, anh với em cũng không có quen nhau nữa, tại vì đi học là phải vô Sài Gòn. Nói thiệt là con đi không tin vào cái gọi là mình ở nhà chờ người ta ở trong đó học, con không tin. Cho nên con nói thẳng với vợ của con là nếu như em đi học thì em cứ đi học, anh cũng không có chờ em đâu, em cứ đi học rồi em vô Sài Gòn em muốn quen ai thì em quen, chứ anh không có chờ em. Lúc anh nói vậy thì con trả lời sao? Về nhà em con cũng suy nghĩ, một phần là hồi đó thương anh Tiến rồi, một phần là gia đình con cũng khó khăn lắm. Hồi đó anh con cũng đi học, còn một thằng em nhỏ nữa. Nên là con nghĩ thôi, có gì mình lấy xem cái bằng cấp 3, bằng tốt nghiệp cấp 3. Xem rồi mình nghĩ mình ở nhà mình đi may hoặc là đi công chuyện gì đó, mình bán hàng online đồ này nọ, mình phụ giúp ba mẹ cho rồi. Là con không đi học? Dạ, con quyết định không đi học. Và lúc đó là gia đình có biết con không đi học là vì anh này tác động không? Dạ không. Không biết đúng không? Dạ không. Bây giờ không, bữa nay nói. Bây giờ phát sóng mới biết, ba mẹ mới biết cho con nghe. Không sao chứ, bây giờ nó đã xong hết rồi. Lậu nó, gạo nó thành cơm tấm luôn rồi nghe. Ủa nhưng mà con kêu người ta là các bạn cứ đi học đi, tôi sẽ không chờ. Nhưng mà con đã có chuẩn bị gì cho tương lai cho con với bạn gái mình hay không? Nói thật với chú với cô là lúc mà con quen vợ con đến lúc con cưới thì trong đầu con chỉ có một cái đúng đó gọi là tình yêu thôi, không có gì ngoài tình yêu cả. Sau này con cưới vợ gì thì là vợ con là động lực để con làm tất cả mọi thứ hiện tại như bây giờ. Từ ngày con cưới vợ con về là con muốn sau này vợ con không thua người ta, tại vì trước đây con từng đi làm công, con thấy người ta vợ con họ được đầy đủ và con cảm nhận rằng là mình cũng phải làm vậy được cho vợ của mình. Là tất cả là làm vì vợ hết. Đúng. Con có con chưa? Dạ con có một đứa con rồi. Là vì vợ và vì con. Dạ. Đúng không? Con mấy tuổi? 3 tuổi rưỡi, gần 4 tuổi. Gần 4 tuổi rồi. Như vậy là cái lúc mà sau khi mà vợ con quyết định không vô Sài Gòn học á, thì lúc đó là con đã quyết định là sẽ lấy vợ, lấy dạ vâng, nói chung là lấy liền không á. Bố mẹ con á nói chỉ cần con muốn cưới vợ thôi, mọi thứ bố mẹ lo hết. Trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều, có những cô bố mẹ cũng rất thích. Nhưng mà cái lúc trước là con không có dự định cưới vợ, nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 thôi, không đi hết. Sau này là con thương vợ con, tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cưới. Chứ ví dụ như mà vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không còn tình cảm nữa là con cũng ngưng thôi. Nhưng mà con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con phải có trách nhiệm về cái chuyện đó, con phải cưới. Vợ vì mình là không đi học tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà mình vì vợ
bao lâu mới cưới vợ? Nói chung là vợ con nghĩ là con có cưới luôn. Nghĩ là cưới luôn. Đưa ba mẹ tới hỏi luôn. Dạ. Rồi ba mẹ vợ có đồng ý liền không hay sao? Cũng đồng ý. Nói chung là phải đỡ suy nghĩ chứ. Nhiều khi gái mà cũng phải bố mẹ vợ phải suy nghĩ chút chứ. Đỡ biết cái thằng đó tốt hay không, người ta phải hỏi thêm đồ ở nó gia cảnh người ta làm sao. Ê Tiến, chú suy nghĩ vậy nè. Khi mà con quen bạn gái con là lúc đó bạn gái con mới học lớp 11 à? Vậy thì cô bé học sinh này mỗi lần mà đi chơi với nhau thì cái chuyện va chạm với nhau như thế nào? Dạ, nói chung là có nắm liền luôn không? Rồi nụ hôn đầu tiên là ở đâu? Đó, lén la lén lút hay là công khai? Dạ, nói chung là trong lúc quen vợ con thì đa số con không nghĩ luôn. Cái lúc mà con quen vợ của con là con chỉ quen được cứ thôi. Cho xác nên định là luôn. Con xác định là cứ rồi. Cho nên là con quen vợ con rồi con đi quen thêm hoài nữa. Dạ, vợ con khó nữa, nó thiệt là vợ con khó. Đôi lúc mình cũng xin nó thao cho anh hôn cái, nhưng mà vợ nó không được mẹ la. Tại vì ở vùng quê á, cho nên là cái chuyện gia đình rất là khó. Nhiều lúc muốn nắm tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn, nghĩa là vợ nói không. Vậy là trong suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn luôn. Nói chung là cũng được, nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim chướng. Thì đúng rồi, thì tôi hỏi là cái tại con bé nó còn quá nhỏ mà. Tôi chỉ cần là hôn má nhẹ thôi. À, hôn má thì có chứ, cái đó là hôn má là chuyện đơn giản bình thường. Hôn môi thì sao? Hôn môi thì hơi khó. Hơi khó là tới bao lâu mới hôn được môi? Lâu quá, giờ con cũng nhớ nữa nhưng mà rất là lâu. Mà nói tóm lại là tụi con giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn luôn, đúng không? Đúng không? Và nói đúng thì cũng không đúng lắm, mà nói không đúng thì cũng không. Tại vì là bỏ lỡ thì cũng gọi là thương nhau một chút. Sau khi mà hai bên gia đình đồng ý thì cũng có thương nhau, nắm tay rồi. Nói chung là cái chuyện đó là cái chuyện đến gọi là rồi. Đã đính hôn rồi là đến có hôn rồi. Là giữ gìn là cho đến cái ngày đính hôn. Dạ vâng. Nay là cưới nhau là đã 4 được năm. Là 4 năm rồi đúng không? Ừ. Quen nhau 3 thôi năm. Tới cái câu chuyện hôn nhân được rồi đó em. Hai bạn ấy đã có tới 7 năm quen biết nhau và ở với nhau, đúng không? Vậy là quá hiểu nhau rồi. Ở với nhau được 4 năm đó. Có đứa con 3 tuổi. Vậy có tật xấu bao nhiêu, tật xấu lẫn lòi là hết luôn đúng không con? Nói chung đối với con, vợ con là một người tuyệt vời. Không, biết cái tuyệt vời đó là ai mà lên đây rồi sợ luôn, ông đừng. Ai lên đây rồi cũng nói vợ mình tuyệt vời, chồng tôi là số 1 hết trơn á. Vợ của con làm mọi thứ, vợ của con đều tốt hết. Chỉ có một thứ mà cả vợ con, nói chung là không thông cảm cho công việc của con. Không thông cảm là nói do ghen. Ví dụ, đúng rồi. Ghen đúng không? Thì con phải nói thẳng là ghen đó, đi là... Chứ cái chữ mà không thông cảm nó không phải là tật xấu. Ghen. Đúng rồi, chỉ có ghen thôi. Ghen sao? Lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào? Có một lần ghen mà đòi lấy dao bợ luôn mà. Bản tính của con nữa là con ra đường con hay thấy gái là con chập. Với lại là mấy đứa con gái sao nó thích nói chuyện với con nữa. Trời. Nhiều khi nó biết con có vợ ấy, hoặc là con nhắn tin thì nó đừng rẹp. Nhiều khi mình thấy vui vui, ví dụ như con có một cái lượng kết bạn cũng nhiều ấy. Có những đứa ví dụ như là nhắn tin với mình là mình rẹp. Rồi nhắn tin một hai lần nghe thâu, cứ ngày nào cũng nhắn, vô khi vợ thấy chẳng hạn vậy á. Con có cái thói quen là con ra đường đi chơi là con hay chụp hình với gái. Con thấy xinh là con chụp hết. Là trước đây hả? Từ năm 2022 là con hết rồi. Tại vì năm đây con sống vì gia đình. Năm 2022 là năm nay đó. Năm nay đó. Mới đây à. Cái vụ gì mà vợ con nó cầm dao rượt con? À, tại vì cái ước mơ của con, cho nên là vợ con không con. Tại vì là con có ước mơ là con cứ được con vợ nữa. Ước mơ cưới được con vợ cũng... nữa. Chú vẫn chưa hiểu. Hầu lúc trước cái con suy nghĩ rất đơn giản, cái chuyện đàn ông nếu như mình đủ khả năng kinh tế mình cưới thêm một vợ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này con được nghe mấy ông thầy ông giảng vậy, con biết là một vợ một chồng không có tác được biển đông, chứ hai vợ một chồng là không có tác được cái gì đó. Nếu mà nhắc lại thì thiệt sự con không muốn, nhưng mà con chỉ có một điều mà lúc cãi nhau con không có nói với vợ con được, là đáng lẽ lúc đó con phải nên ôm vợ con xin lỗi vợ nó. Đến bây giờ ở chương trình thì anh cũng thực sự lúc đó là anh đang nghĩ anh nên xin lỗi em ở ngay lúc đó, chứ không phải là bây giờ anh mới nói ở đây. Nhưng mà khi đó anh còn suy nghĩ nó không có chu đáo, nó không có thông suốt, cho nên là đến bây giờ này anh muốn nói là anh xin lỗi em. Bây giờ là khi đã xin lỗi rồi, đã nói là đáng lý lúc đó anh phải ôm em, tại sao bây giờ không đứng ôm mà xin lỗi luôn đi? Cái cơ hội tới là mình phải gọi là làm liền chứ. Con tha lỗi không? Nhiều khi từ đó giờ con chưa tha lỗi hẳn đó, nhưng mà ngày hôm nay chắc con tha lỗi hẳn chưa? Bây giờ thì con không nghĩ tới nữa. Mà bây giờ mà nhận được cái lời xin lỗi từ anh Tiến thì con cảm thấy vui đúng không? Ấm áp không? Xúc động. Dạ. Xúc động. Một cái ôm mà đúng thời điểm là nó gọi là quý giá vô cùng. Chỉ mong rằng là Tiến sẽ
đừng có tái phạm lại nữa. Con chỉ sợ một lần nữa là vợ con sẽ bỏ con thôi, chứ con không sợ bị vợ con làm gì đâu. Bỏ chứ. Con cũng không nghĩ là con sẽ tìm được một ai tốt hơn vợ của con. Chứ hay sao? Quá. Bây giờ là tới con đó con. Tật xấu của Tiến là gì? Mơ gái, mơ gái. Cái tật đầu tiên là tật mơ gái. Cô biết mơ gái đó. Dạ. Bây giờ còn mê không? Thì cũng như cô cũng nghe anh Tiến nói là năm 2022 là để dành cho vợ con đấy. Mỗi lần mà ai rủ ổng đi biôm hoặc là đi đâu, không, năm nay là tao đỡ dành cho vợ con tao. Nhưng mà năm sau thì sao ta? Năm không sau biết. Mới có để dành nữa. Chào em nói biôm trời. Thì ai rủ anh là, chứ? Thầy kêu là rủ đi cho anh từ chối chứ sao kêu biôm trời. Đồng nghiệp lỡ coi được người ta cường chớ nhạo sao? Trước đây là mấy gái rồi có những tật xấu gì nè? Vô tư lắm, con cái đồ việc nhà việc cửa đồ này nọ nhiều khi vô tư lắm. Vô tâm chứ không phải vô tư. Ít nghĩ, không lo cho gia đình nhiều thôi. Bây giờ con mong Tiến thay đổi cái gì? Bớt vô tư vô tâm lại và chứ bớt tin người lại. Con không biết là đã tốt hay xấu nữa. Không phải là anh tin người mà là anh nghĩ rằng là khi mình cho người ta một cơ hội là sẽ có một người khác cho mình một cơ hội. Đôi khi nhiều khi con thiệt thòi nhưng mà con nghĩ sẽ có một người tại vì con cảm nhận khi mà con bị thiệt thòi một cái gì đó luôn luôn có một người khác xuất hiện để bù đắp cái phần mà người kia lấy đi. Con nghĩ một cách đơn giản vậy thôi, biết là nhiều lúc mình sẽ thiệt thòi. Mà con thấy sao? Con thấy cái suy nghĩ của Tiến đúng không? Cô tôn trọng quyết định của anh Tiến mà. Thì đó con mới nghĩ là cô không biết là cái đó là xấu hay tốt đấy. Vô tư là rất tốt nha. Vô tư là mình không có cả nghĩ, mình không có suy diễn, mình không có làm cho mọi thứ nó rắc rối lên. Đúng rồi. Vô tư, nhưng mà vô tâm thì lại là tật xấu nha con. Chẳng hạn như cô nói ví dụ về cái vấn đề tin người, quan điểm của con là hoàn toàn tốt. Nhưng nó luôn luôn nó có một cái giới hạn nhất định. Chứ nó không phải là muốn tin ai con cũng tin như vậy. Đối tượng nào con cũng có thể trao gửi cái niềm tin của mình như vậy. Thì nó sẽ gắn tới cái vô tâm ở đây đó. Có nghĩa là con suy nghĩ một chút xíu. Chẳng hạn giờ con tin cái người đó, để ý đến cảm xúc của vợ con một chút. Đàn bà họ có những cái nhạy cảm đó, nó rất là hay, cái trực giác rất là hay. Ví dụ con chỉ cần hỏi qua thôi: em bây giờ cái hình đó, anh làm cái này với nó em thấy được không? Ví dụ vợ con nói: em thấy anh này được, anh này có vẻ là này kia kia nọ, thấy không? Mình quan tâm đến cái cảm xúc của vợ con một cái là vợ con nó cảm thấy là nó được chia sẻ. Chú nghĩ rằng là cái việc thay đổi bản thân mình để cho cuộc sống nó yên ổn và nhất là gia đình nhỏ của mình nó hạnh phúc hơn, nó đề huề hơn và đặc biệt là hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn thì đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nên làm. Nha. Rồi xin cảm ơn vợ chồng con đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Vô ảnh ca hay lắm luôn cô. Ma giọng ca. Dạ là sang ngày thứ ba là con với ảnh quen. Lúc mà con ly thân ly vậy đó, mình nói anh con nuôi hai bé cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó, vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai em. Rồi, con chào cô Hồng Trang. Rồi bây giờ các con hãy giới thiệu cho mình đi. Con tên Hoàng Khương, hôm nay con 30 tuổi. Đây dạ con. Rồi Khương Hoàng làm Khương, gì? 30 tuổi con làm nghề gì? Con làm bên nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm mấy quê ấy con. Con nuôi tôm á hả? Dạ. Ngon lành dạ. Rồi, ông Khương, chủ dựa tôm. Khương đúng không? Ông bà chủ dựa tôm. Rồi, và bây giờ tới con. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con chào quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Ngọc, năm nay con 26 tuổi. À. Dạ con đến từ Sóc Trăng. Hiện tại là con đang bán hàng online với lại là đang làm bánh đó cô. Vợ chồng này giàu quá em ơi, chịu hết nổi rồi. Làm bánh. Nuôi tôm nè, đi làm bánh rồi bán hàng online, ghê thiệt chứ. Hay rồi, chắc bán... chắn là hàng online là chắc có tôm khô có nè, đúng không? Có. Bánh nè, đó, thấy không? Điện có hay không? Hả? Điện có nha. Điện có. Mà chủ yếu con bán online là về thực phẩm mà hay là về... Về thực phẩm ăn uống rồi bánh luôn á cô. Ủa nãy Ngọc nói Ngọc nhiêu tuổi? 26 Khương 30. 30 vậy là chắc chắn là đi mua bánh và gặp cô này thấy là cua cổ. Sao em nói là đi mua tôm? Dạ. Không, tôm biển đu vuông là chắc nó bán cho sỉ. Con quen vợ cũng như là anh em thôi. Rồi sau này khoảng thời gian con đi làm bữa đợt giãn cách chỉ thị 16 xong con mới về. Mới điện cho bạn rồi rủ vợ con đi ăn. Ủa nhưng mà con làm ở đâu? Lúc trước thì con chưa nuôi tôm, con làm chạy xe, làm tài xế á. Ờ. Chạy con... xe cam. Cam gì? Cam sành á con.
Tức là trước đó là con làm tài xế, con vận chuyển cam. Dạ. Ở trên Vĩnh Long khi cứ năm trời nên cái gần gần Tết mới về. Về xong rồi thấy vậy rồi con muốn làm quen. Là thấy vậy là thấy sao? Tức là trước khi con bị cách ly năm là con đã biết vợ con chưa? Chưa. Dạ con biết lâu rồi con. Biết rồi. Biết lâu đúng không? Rồi xong một năm trở về thấy đẹp mất hồn đúng không? Cái lúc mà đi làm đó cô cũng lâu lâu có nhắn tin với con hỏi em dạo này khỏe không? Đang làm gì? Khi mà giãn cách về đó là gần đâu 6 tháng hoặc cả năm mới về quê một lần. Không có bạn bè gì chứ, điện của con em rảnh không? Đi uống trà sữa với anh khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều á cô. Lúc đó là làm bánh nguyên ngày mệt quá, cái bụng mà có người rủ đi ăn mừng quá. Cái con nói anh ngủ với em đi, là lúc đó là lần gặp đầu tiên của hai vợ chồng con. Ủa nhưng mà là hai đứa biết trước, là biết trước đó khoảng mấy năm? Chắc tầm khoảng 3-4 năm á cô. 3-4 năm. Lúc đó con có thấy là Ngọc xinh không? Sao không tấn công lúc đó mà đợi tới 4 năm sau rồi mới gặp lại rồi mới cua? Tại lúc đó con thấy có chồng con không để ý tới. Là Ngọc. Dạ con đã từng ly dị rồi. Lúc đó là Ngọc có gia đình phải không? Cho nên là con hiểu. Không có để ý đúng không? Vậy là 1 năm con trở về là lúc đó là Ngọc đã ly dị đúng không? Vậy. Là hoàn cảnh Ngọc lúc đó là Ngọc độc thân đúng không? Cho nên con thấy vậy con phải nhảy vô đúng hiểu không? Đúng rồi. Con cũng biết lâu, con biết là mẹ đơn thân nhưng mà con coi như người em thôi. Chắc tại chưa nghĩ. Tới duyên á con. Nhưng mà mẹ đơn thân rồi, con có mấy đứa con? Dạ con có hai bé. Dạ bé lớn của con 5 tuổi với lại bé nhỏ 3 tuổi. Sau khi con gặp lại Ngọc cho tới lúc con cưới là cách nhau bao nhiêu tháng? Khoảng 3 tháng. 3 tháng. Vậy thì trong 3 tháng đó có nghĩa là lần gặp lại rồi đó bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Gặp lại cái lúc uống trà sữa xong qua ngày hôm sau là ảnh rủ con đi chơi. Đi chơi xong rồi cái ảnh rủ đi vô quán karaoke. Mình karaoke đi tại vì lâu quá rồi anh không được vô. Vô chỉ có hai anh em thôi. Vô ảnh ca hay lắm luôn cô. Mê giọng ca. Dạ là sang ngày thứ 3 là con với ảnh quen. Rồi xong rồi 3 tháng sau là làm cưới. Dạ không, tầm 8 nếu mà đám cưới là chắc khoảng tầm 1 tháng. Tháng sau là đám cưới. Tháng sau là đám cưới. Vậy là bây giờ cưới được 2 tháng. Dạ cưới được 2 tháng. Vậy là tổng cộng vừa quen vừa cưới là 3 tháng. Dạ. Là mới đây thôi à? Mới đây thôi. Con cưới hôm bữa 26 Tết đó cô. Ồ, vậy đó hả? Ông tấn công sao mà 3 ngày là ông dính liền luôn nghe. Hay thiệt. Mày có giận hát không? Coi là cái bằng đó đi gọi là gì? Đi gọi là đi sau mà về trước á. Người ta đi trước về sau, đây mình đi sau mà về trước luôn. Mà lu đu giác cái luôn nó chạy. Thiệt mà nó chạy quá nhanh luôn. Nó chạy 3 ngày rồi như là nó quen ta luôn. Rồi hai đứa nhỏ cưng ba không? Dạ hai đứa nhỏ bây giờ là bỏ con qua một bên. Không thèm ngó ngàng tới đúng con không? Theo bạn này. Cưng ba đúng không? Dạ thương ba luôn. Còn bây giờ là con đụng vô ba không được. Lúc nào cũng ba con nó mẹ ba con nó con thương ba con luôn. Ủa sao con hay vậy? Đâu chia sẻ bí kíp coi. Dạ lúc đầu con ba mẹ vợ trong nhà chơi. Thì thấy hai đứa nhỏ thấy thương quá. Thấy tội nghiệp quá. Rồi con mới thấy vậy thôi. Con về cứ nói với mẹ con. Nói hồi đó thì cha mẹ con khó lắm. Không có chịu kiểu như là mẹ đơn thân á. Mà sao không biết gặp vợ con người cái mẹ chịu với hai đứa nhỏ á. Cha mẹ chịu con mới nói vậy thôi, vậy cho cưới luôn nha. Vậy hả? Là đứa trai đứa gái hay sao? Dạ hai đứa con gái cô. Hai đứa con gái vậy? Nó cưng là đúng rồi. Ôi vậy hả? Khương có đưa Ngọc về ra mắt mẹ mình không? Dạ có là... lúc đầu mình có nói nhưng mà sau này có dẫn. Tức là mới đầu nói nhưng mà mẹ thì rất là khó luôn á. Mẹ ba với mẹ khó hết luôn á con. Nhưng mà khi gặp rồi, nhưng mà khi gặp rồi á thì là thương vợ con với hai đứa nhỏ đúng không? Tôi thấy hoàn cảnh vậy nên là mẹ thôi. Trước khi gặp Ngọc thì con có người yêu không? Con có nhiều mối tình không? Dạ nhiều lắm, xinh lắm. Còn gái xinh gái đẹp không à? Hiền quá à. Hiền dắt cái luôn chạy em thấy hả? 3 tháng trời một đứt luôn một đàn vừa ngé vừa trâu trời ơi. Con học hết lớp 12 là con đi nghĩa vụ xong rồi con mới đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan á. Là anh thấy cũng có chồng rồi con không ý. Thì trong lúc thanh niên mà phải có người yêu thôi, phải có con cũng trải qua hai mối tình. Ở bên Đài Loan hả? Việt Nam? Dạ Việt Nam, yêu xa không rồi chú. Ủa nhưng mà là thật ra là trước đây là con cũng đã thích Ngọc rồi đúng không? Dạ chưa, nói chung là như anh em không có thích chứ. Là không nghĩ là biết nhau như anh em thôi. Nhưng mà trong cái lúc mà gặp Khương á,
Thì trong ba cái ngày mà trước khi mà tụi con tức là, yêu nhau đó tức là, thì con có kể về cái hoàn cảnh của con, có nghĩa là chia con, sẻ của con với Khương không? Tức là con gặp lại con mới chia sẻ, hay là hồi lúc mà khi con bắt đầu ly dị làm mẹ đơn thân á, thì con có tâm sự với Khương không? Dạ có, lâu lâu anh em cũng có hay nói chuyện với nhau á cô. Là nói trước khi là yêu nhưng nhau mà lúc gặp con sau này mới nói là kể hoàn cảnh vậy á. Con thấy vậy con thấu hiểu được, con thương vợ con. Lúc mà con ly thân ly dị đó, mình nên con nuôi hai bé đỡ một cái là có ngoại con phụ, nhưng mà không có ngoại thì con lúc đó con rất là cực, tại vì hai bé nó nhỏ cô, nó hay bệnh nữa. Bé 5 tuổi, bé 3 tuổi. Dạ đúng rồi, bé 5 tuổi với bé 3 tuổi. Bệnh là mình nó lúc nào cũng bệnh một lượt chứ, tại vì nó ở chung nhà con hai ba nước hai bên này nè, con vừa lao nước hai bé cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó, vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Dạ, nếu cô làm mẹ cô cũng hiểu. Cô hiểu dạ. Mà. Cho nên là khi mà Khương biết cái hoàn cảnh của con vậy là Khương thương liền. Rồi cô hỏi thiệt nha, con thương hai nhỏ hơn hay con thương vợ hơn? Lúc nào con thương hai đứa nhỏ. Lúc nào con thương hai đứa nhỏ. Thương hai đứa nhỏ đúng không? Thương lắm luôn, tại vì á khi bé nó nhỏ vậy là lúc mà nó bám víu vào cái là nó giống như mình gần như là một cái điểm tựa cho nó vậy đó. Mà đã vậy nó lại khao khát được có cha đó, giống như nó tìm gặp ở con tất cả những cái gì mà nó đang ước muốn á, thành ra là nó sẽ rất là thương Khương. Cô phải chúc mừng con, bởi vì mặc dù thời gian ngắn thôi tụi con tìm hiểu và đi đến với nhau, nhưng mà tụi con đến với nhau bằng một cái tình cảm mà nó không phải là tình yêu đơn thuần, mà nó là tình thương. Yeah. Và tình yêu, cái đó là cái rất là bền mà con rất là may mắn. Cô mong là Khương à, con cứ giữ cái tình yêu của con bây giờ dành cho hai đứa nhỏ. Con có biết không, con nít nó ngộ lắm, nó giống như là tờ giấy trắng á con. Con vẽ cái gì lên đó thì con thu lại sẽ là cái điều đó. Ví dụ như con vẽ và trái tim cho nó thì cái con thu về sẽ là trái tim. Yeah. Con nghe, con nhớ nha. Quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ là các con mới lấy nhau được 3 tháng đó. Thôi bây giờ mình tới tiết mục vui đi. Nha. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về 3 tháng trời thì có phát sinh những cái Khương tật xấu? Khương nó có tật xấu gì? Đó. Dạ, chồng con thì hầu như là ảnh tốt, ảnh nấu ăn cũng ngon, thương vợ thương con. Làm xong trong nhà phụ con rồi lại ra ngoài ruộng á, ngoài đồng nữa. Nói chung là ảnh rất là cực, con thương lắm. Chỉ có một cái tánh là ảnh hơi nóng mà. Dạ, mỗi lần nóng lên thì hơi sao? Hơi cọc phải không? Dạ, hơi cọc. Nóng cỡ nào đâu, kể cho chuyện nghe chơi coi. Tại cô không có hình dung được Khương nó nóng sao. Mắt ảnh buồn rồi nè. Mặt buồn, mặt ảnh hiền khô. Mày khô à. Mày hiền khô mà không biết lúc anh nóng sao. Nè, tôi đang nóng nha bà. Tôi đang rất nóng đó. Nóng mà thấy ngủ ngắt không ạ? Cái lần nóng cái cơn của nó là cỡ nào? Con kể thử một lần nóng rồi cô nghe coi. Ảnh mà nóng lên là như là một người khác vậy đó cô. Con sợ lắm bởi vậy. Có đập đồ rồi có dạ, la hét. Dạ đập đồ này kia thì không. Chỉ là tại vì con người hay mềm yếu á. Rồi con thấy mỗi lần con làm cái gì sai là sao, ảnh chỉ cần lớn tiếng với con thôi là con đã sợ. Con đã cảm thấy là con buồn, con bởi vì con rất là sợ. Con chỉ muốn... Cái kiểu như là bình thường con không có gì chứ, nhưng mà con bực bội, con hơi khó chịu. Kiểu như là con muốn cái gì đó chỉnh chu hơn xíu vậy đó. Cái gì anh cũng muốn hoàn hảo. Con muốn cái gì nó không phải là gọn gàng chỉnh chu. Khi đi làm mệt về thì con muốn thấy nhà cửa nó con nít nó quậy á. Con thấy cái lúc con nó quậy mà con thấy hơi bực bội. Quậy mình cọc luôn á. Con không có gặp, nhưng mà vợ con kiểu không quan tâm lo làm bánh, nhưng mà không quan tâm hai đứa nhỏ, con bực tức. Là không quan tâm hai đứa nhỏ là con bực. Kiểu như là làm bánh rồi hai đứa nhỏ nó chơi rồi con thấy vậy con nhiều lúc cũng hơi bực. Là anh muốn cho con là bớt công việc làm bánh với lại là đi giao đồ lại, quan tâm hai đứa nhỏ thôi. Dạ, không muốn cho con làm nữa. Lúc anh nói lớn thì anh nói cỡ nào đâu, lớn cỡ nào đâu. Là anh nói sao? Có hơi nạt thôi, la quá cũng đâu có nên đâu con. Mình làm chồng mà. Hơi nói lớn tiếng thôi chứ không có phải là la làng. Rồi, hiểu lớn vậy tiếng. Vậy mà sao nó sợ dữ vậy? Tại bên này người ta mềm yếu. Rồi chú hỏi nè, thường là mấy ông mà đi nuôi tôm á, mấy ông mà đi ra ruộng làm á, là bao giờ cũng vậy, ngày nào cũng một xị, hai xị. Bạn này có uống rượu không? Dạ không, không biết nhậu. Ít lắm chút. Có ghen không? Con thì không có ghen với chồng con. Đang hỏi chồng con mà. Chồng con này đang kể xấu chồng con mà, có ghen không? Chồng con thì lại ghen với con. Lúc nào cũng muốn em đi giao đồ là anh phải đi với em. Dạ, lúc nào cũng kiểu như hai vợ chồng muốn làm cái gì đó là hai vợ chồng. Dạ, đi đâu là phải hai vợ chồng hết. Dạ, không có muốn con đi mà nên.
Con thả ra con nhiều khi con sợ người ta nói bắt vợ làm gì đó trời ơi không chia sẻ với vợ mình. Anh con nhiều lúc khi con muốn đi theo đi phần ở dưới lộ đang làm con chạy xe em khi một tay cầm bánh tay đi giao đó thì nguy hiểm, thấy nguy hiểm. Rồi sao còn tật gì nữa không? Dạ không. Vậy thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn là chồng con nói khi mà mình nóng lên á, mình kiềm chế bản thân mình xíu, suy nghĩ những lời mình nói. Nhiều khi những câu nói mà mình cảm thấy đơn giản nhưng mà mình nói với người nghe thì người nghe ta cảm thấy nặng nề. Rất là tổn thương đúng không? Dạ, chứ thật sự là chồng con rất là thương con. Tới con đó, vợ con có những tật xấu nào? Vợ con nói chung là, vợ con là biết công ôn gia, gia hạnh lắm chứ. Công dung ngôn hạnh, rất là công dung ngôn hạnh. Bên chồng anh vợ sống hòa đồng lắm. Nhưng mà con nhiều khi con muốn vợ thay đổi là làm cũng phải biết chừa thời gian lại dành cho tụi nhỏ với gia đình. Thực ra là cô không cần hỏi con, cô cũng biết là cái mong muốn của chồng con á. Tại vì vậy nè, chồng con á thương con, rất là thương con. Chồng con vừa yêu con mà vừa thương con. Chồng con mong muốn những một cái điều có thể là về phía của ảnh thôi. Là anh chỉ muốn con được thảnh thơi một chút, lo cho bản thân nè, lo cho chồng nè, lo cho con một chút. Cái chuyện kiếm tiền á thì là có thể là san sẻ cái điều đó cho chồng đi, chồng làm được. Thế nhưng ngược lại á thì chồng con muốn bù đắp cho con. Bởi vì con đã quá cực rồi, cho nên chồng con muốn bù đắp cho con, cho nên chồng con bị sót, chồng con mới vì sót quá cho nên mới bật lên thành một cái, tức là cái cọc á. Sau này mà ví dụ con thấy là hết cọc rồi là con thấy à cái bộ hơi nhạt nhòa tình yêu rồi đó. Theo cô thì như vậy nè, con control cái âm vực trong cái giọng nói là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về từ ngữ. Ví dụ nhiều khi mình bực quá mình nói những cái từ ngữ á, nó sẽ khó nghe một chút. Rồi vợ con nó tủi thân. Tại vì sau khi mà vợ con đến với con, vợ con đã là một người phụ nữ, đã có hai đứa con rồi, lúc nào vợ con cũng sẽ có một cái mặc cảm riêng. Cho nên thành ra bất kỳ một cái gì mà nó đụng chạm đến cái cảm xúc đó là vợ con sợ liền. Đó, cho nên nếu mà con thương thì thương cho trót. Nha.